Xin chào các bạn, đây là vườn khoai của mình nhé các bạn, vườn khoai môn của mình đó. Lý do tại sao mà cây khoai của mình nó chỉ có một cây nó lên như thế này cũng là một cái kỹ thuật chăm các bạn nhé, kỹ thuật chăm bón. Ví dụ như các bạn mà không chăm bón kịp thời, các bạn không vun kịp thời á, cái vun đắp cái đất này lên kịp thời á, thì là cái cây khoai của chúng ta nó sẽ đẻ nhiều con và nó sẽ vươn lên. Khi nó đã vươn lên rồi mà chúng ta lại vun vào cho nó nữa thì đương nhiên cái củ của nó có dài ra, cái cuống củ của nó có dài ra, nó càng trũng là củ nó không được tròn nhé. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tại sao mà cây khoai của mình xung quanh của nó không có con, nó trồi lên mấy, có nhưng rất ít các bạn ạ. Ví dụ như cây này thì chỉ có một cây đấy, một cây con nó trồi lên thôi đấy, và những cây này thì cũng thế các bạn ạ. Đây. Đấy. Nó lụi rồi nên là mình cũng không nhổ cỏ dại cho nó nữa. Đây cây khoai này, thế là khi mà nó đã lên được khoảng độ, nghĩa là nó chưa đẻ, nó lên các bạn trồng từ khi trồng cho đến khi nó mọc lên nhá, mọc lên và nó sẽ bắt đầu ra khoảng độ 4-5 lá rồi thì các bạn hãy bón phân một lần đầu tiên cho mình. Đấy, bón phân và các bạn lấp qua cái phân, lấp qua cái gốc vào, xong đến khi mà cây nó trưởng thành lên thì các bạn cảm thấy nó lên đến bằng tầm đầu gối của mình rồi á, nó chưa kịp đẻ hoặc là nó lác đác bắt đầu đẻ cái cây con này lên nhé các bạn, thì các bạn hãy bón phân một lần nữa và các bạn vun lấp cao lên cho mình, lấp ụ lên cho mình đó, đây này. Thế thì khi là cái củ con của nó chưa kịp lên thì nó không lên nữa mà nó sẽ tròn xoe. Tròn xoe cứng lắm các bạn ơi. Mặc dù trời mưa nhưng cứng lắm, mình không bới được. Nó sẽ tròn xoe cái củ. Các bạn xem video của mình, các bạn hỏi lý do tại sao mà khoai của mình củ nó tròn thế. Đây các bạn ơi, mình bới cho các bạn xem nhé. Đây này. Đấy, khoai của mình củ. Củ đó. Củ nó cứ nằm tròn như ổ trứng gà trong gốc này thôi các bạn ạ, chứ nó sẽ không có cơ hội mà nó vươn cái mầm này lên nữa. Thế đấy là cái bí quyết của mình, là mình sẽ vun khoai sớm và mình không để cho cái cây con nó có cơ hội nó lên các bạn ạ. Nếu các bạn để cho cái cây con nó lên nhiều quá thì là cái củ của nó không tròn, nó sẽ không tròn. Củ con đẻ ra củ cháu đẻ ra củ chắt, nghĩa là củ nó không tròn và nó sẽ hay bị càng trũng. Đây là vườn khoai của mình, trồng từ hồi tháng 5 âm lịch và bây giờ là tháng 9 âm lịch thì nó cũng rơi vào khoảng độ 3 tháng, hơn 3 tháng đây này. Thì là khoai của mình đã sắp thu hoạch được rồi các bạn ạ. Đó. Nó sắp thu hoạch được rồi các bạn ạ. Thì mình cũng chia sẻ cái video này để cho một bạn ở Thái Nguyên, mình quên, mình không nhớ tên nhé. Một bạn ở trên Thái Nguyên, bạn ấy yêu cầu mình là chia sẻ cái bí quyết cây làm sao cho củ cây khoai môn này, củ nó tròn, củ nó đẹp và nó sẽ không bị càng trũng. Nghĩa là củ nó không dài và nó không châu chậu, nó không đẹp mã ấy. Thế thì mình cũng xin chia sẻ cái video này cho tất cả các bạn nói chung và bạn gì ở trên Thái Nguyên này, ở trên Tây Nguyên nói riêng, thì bạn hãy học cái cách của mình nhé. Khi cây khoai nó lên thành cây khoai trưởng thành rồi, bạn thấy lác đác có một vài cây nên nó đẻ nhánh ra thì bạn hãy khẩn trương bạn bón phân lần cuối, và lần cuối thì các bạn chỉ bón nguyên kali cho mình thôi nhá, cái kali để tạo củ ấy, các bạn bón nguyên kali cho mình thôi. Thế xong bắt đầu các bạn nhớ cho mình thế này này, tán khoai nó đi đến đâu thì các bạn bón phân đến đó, chứ các bạn không cuốc và các bạn cũng không lấp vào cái gốc của nó nhé, không để vào trúng gốc của nó, và các bạn cái tán khoai của nó các bạn sẽ bón vòng xung quanh và các bạn hãy lấp đất, các bạn lấy đất các bạn cuốc, các bạn xới đất, các bạn lấp cái phân lên cho mình nhé.
để cho cái rễ nó ăn ra nó không bị chột củ khoai, và củ khoai của mình nó rất là tròn, rất là đẹp, nó nằm như ổ trứng gà xung quanh gốc khoai các bạn ạ. Và mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn thành công trong cách chăm sóc cây khoai môn, khoai sọ. Và đến khi nào mình có dịp khoai của mình nó lên, cái khoai của mình với chồng ấy nó lên, đến thời điểm đấy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn, lần một bón phân, lần hai bón phân như thế nào, mình sẽ bón thêm hai lần phân sau khi trồng cây khoai nhé các bạn. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong cách trồng cây khoai môn.